Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và thuận lợi trong công việc. Chương trình sáng nay thứ ba ngày 17 tháng 10 sẽ có các nội dung đáng chú ý như: có đặt mục tiêu tăng năng suất lao động, năm 2024 GDP dự kiến tăng 6 đến 6,5%. Tráo hàng giả lấy hàng thật, đề phòng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản mới. Sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đường tỉnh DT763 là nội dung được đề cập trong tiết mục giao thông phát triển hôm nay. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27, hôm qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội. Thảo luận về các nội dung liên quan, nhiều đại biểu cho ý kiến về thị trường lao động, tình trạng mất cân đối cung cầu lao động cũng như tăng năng suất lao động. 8 tháng qua, tổng thể thị trường lao động nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi các chỉ số về lực lượng lao động, chỉ số thất nghiệp, thu nhập của người lao động cơ bản ổn định. Các chỉ tiêu Quốc hội giao trong lĩnh vực lao động dự kiến đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế trong cân đối cung cầu lao động, có sự chênh lệch giữa các vùng miền. Đây là tình trạng mất cân đối về cung cầu lao động. Thì lao động trẻ tập trung về các thành phố lớn để tìm việc, các tỉnh lẻ hoặc khu vực vùng sâu vùng xa gần như không có lực lượng lao động để phát triển kinh tế. Và thứ hai là người lao động làm việc không phù hợp với ngành nghề được đào tạo, không phù hợp giữa các cấp bậc chuyên môn kỹ thuật và ngành nghề đào tạo với nhu cầu của thị trường. Tính đến tháng 9 năm 2023, năng suất lao động mới chỉ tăng 4,8%. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy lo ngại sẽ rất khó để đạt được mục tiêu đề ra là 5-6%. Thực tế, nếu tăng 1% năng suất lao động thì sẽ tác động tăng đến 0,94% GDP. Có một cái ý mà chúng tôi muốn nhấn mạnh và chúng tôi cũng muốn là chính phủ có cái quan tâm thêm, đó là chất lượng nguồn nhân lực. Thế và nó nằm ở trong các cái yếu tố để giúp cho năng suất của chúng ta, vốn lao động, thế rồi là kỹ thuật công nghệ và năng lực quản trị. Và cái nhân lực, nguồn nhân lực chúng ta là một cái động lực nội sinh có tính chất cốt lõi đối với nền kinh tế. Các đại biểu cũng cho rằng đối với ba đột phá chiến lược, hai yếu tố là thể chế và hạ tầng đã được triển khai tích cực và hiệu quả, nhưng nhân lực vẫn chưa có nhiều chuyển biến mặc dù đã được quan tâm. Vì vậy, chính phủ cần nhận diện các điểm nghẽn để có giải pháp cụ thể, gắn với các chương trình đề án, các giải pháp về khoa học công nghệ. Hôm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Lodolin đang thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, khẳng định Việt Nam trước sau như một, đặc biệt coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chủ tịch nước đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga về hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư thời gian qua chưa được như mong muốn. Nhưng đó đã là nỗ lực và cố gắng của cả hai bên trong bối cảnh và tình hình có nhiều khó khăn. Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao, bởi việc gặp nhau để trao đổi, nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn là rất quan trọng và cần thiết đối với những người bạn lâu năm, chí tình, chí nghĩa. Chủ tịch nước mong muốn hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Như tin đã đưa chiều qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh Đồng Nai có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Thường vụ, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, Ủy viên Thường vụ Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành Dương Minh Dũng cùng đại diện các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đến nay tỉnh Đồng Nai đã thu hồi bàn giao trên 4.880 ha trên tổng diện tích hơn 4.900 ha khu vực xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, đạt 98,7%. Phần diện tích còn lại 63,8 ha giai đoạn 2, trong đó có hơn 10 ha đất hộ gia đình, cá nhân và 53 ha đất giao thông sông suối tỉnh, sẽ hoàn thành việc thu hồi bàn giao trong tháng 10. Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành đã xét duyệt bố trí tái định cư cho 4.261 hộ trên 5.659 hộ dân và hiện còn 332 hộ sẽ hoàn thành xét duyệt trong tháng 10 năm 2023. Liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với các tuyến T1, T2, đến nay tỉnh đã phê duyệt phương án bồi thường 100% tuyến T1, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 450 trường hợp với diện tích trên 39 ha trên tổng diện tích 59,67 ha tuyến T2. Số còn lại địa phương đang nỗ lực hoàn thành trong tháng 10 năm 2023.
Tỉnh cũng đã hoàn thành việc lập hồ sơ điều chỉnh, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trong đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án xuống còn hơn 19.200 tỷ đồng, giảm 82 ha trong tổng diện tích đất thu hồi, không thực hiện xây dựng phân khu 3, khu tái định cư Bình Sơn, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024, cho phép bố trí tái định cư các hộ dân giao thu hồi đất để thực hiện đầu tư hai tuyến giao thông kết nối sân bay vào khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Về tiến độ triển khai dự án, đến nay gói san nền thoát nước đã đào đắp 100 trên 115,5 triệu mét khối, đạt gần 90% khối lượng phải đào đắp. Với công trình nhà ga, hành khách, sau lễ khởi công 31 tháng 8 2023, các nhà thầu đã triển khai song song công tác chuẩn bị nội nghiệp và công tác thi công trên công trường. Một tháng sau khởi công có tới 21 ngày mưa, nhưng liên danh các nhà thầu thi công cơ bản đáp ứng tiến độ công tác chuẩn bị công trường và tích cực triển khai tiến độ tổng thể. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận ý kiến nỗ lực của các bộ ngành của tỉnh Đồng Nai trong khắc phục khó khăn để đưa dự án kịp tiến độ. Hiện nay thì những cái gói thầu quan trọng, đặc biệt là gói thầu 5.10 thì đã được thực hiện. Và tôi cho rằng là đến nay thì đã đáp ứng được các yêu cầu liên quan đến cái mục tiêu cuối cùng là chọn được các nhà thầu có năng lực quốc tế và trong nước để đảm bảo rằng là cái việc mà thi công cái khai thi của sân bay này nó đáp ứng yêu cầu. Tôi cũng thay mặt chính phủ thì ghi nhận Đồng Nai, công ty cũng đã có rất nhiều cái nỗ lực để thực hiện vấn đề giải phóng một cái công trình trên một cái quy mô phải nói là khá lớn. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên quan, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và tỉnh Đồng Nai báo cáo cụ thể những nội dung liên quan đến hồ sơ pháp lý của dự án, công tác điều phối tổng thể giữa sân bay với các công trình hạ tầng kết nối, công tác điều phối bay để khi dự án hoàn thành có thể đưa vào khai thác theo đúng kế hoạch mà Quốc hội Chính phủ đã đề ra. Tại Đồng Nai hôm qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã tiếp và làm việc với tập đoàn TWG Hàn Quốc. Cùng dự có Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Ông Lee Jun-hyun, Tổng giám đốc tập đoàn TWG cho biết, những năm qua tập đoàn TWG đã đầu tư một số dự án đô thị thông minh, cung cấp sản phẩm theo siêu bền từ nguyên liệu tái chế tại Hàn Quốc cũng như một số quốc gia lớn trên thế giới. Tại Đồng Nai, Tổng giám đốc toàn đoàn TWG mong muốn đầu tư một số dự án như dự án bất động sản phát triển đô thị thông minh, dự án nuôi tầm lấy dầu, tạo cầu nối, kết nghĩa các huyện, thành phố của Đồng Nai và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy giao lưu các lĩnh vực du lịch, văn hóa, du học, xuất khẩu lao động. Trao đổi với các lãnh đạo của tập đoàn TWG, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các ý tưởng mà tập đoàn muốn đầu tư vào Đồng Nai. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các sở ngành phải chú ý đến các dự án nuôi tầm lấy dầu, góp phần xử lý môi trường. Đối với các dự án bất động sản, Đồng Nai luôn minh bạch thông tin và lựa chọn các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Nếu một dự án, một khu đất có nhiều nhà đầu tư quan tâm thì phải chọn theo quy trình để lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất. Liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ hợp tác với các địa phương, hiện Đồng Nai đang có mối quan hệ với các tỉnh Gyeongsun, Busan. Tỉnh mong muốn làm sâu sắc, tăng hiệu quả các mối quan hệ hợp tác hiện tại trước khi mở rộng thêm mối quan hệ với các địa phương khác. Chương trình tiếp tục với các thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 965 yêu cầu các bộ ngành, các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất. Theo đó, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của địa phương, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp và cá nhân tham gia ý kiến trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, để các quy định của luật khi ban hành đi vào cuộc sống, quy định phải rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ giám sát, kiểm tra. Công điện của Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 73, không gây khó khăn chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 1202 về việc thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước, thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.
Theo đó, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, trình Chính phủ xem xét quyết định yêu cầu cơ quan được giao chuẩn bị báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, cung cấp các tài liệu thông tin có liên quan đến chương trình để phục vụ công tác thẩm định. Khi cần thiết, yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định, xem xét quyết định kế hoạch thẩm định và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình. Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. Theo báo cáo kinh tế của Chính phủ, sang năm 2024, Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đẩy mạnh tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế. Năm 2024, Chính phủ tiếp tục đặt ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó đáng chú ý, tăng trưởng GDP từ 6 đến 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 đến 4.730 đô la Mỹ. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1%, 24,2%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 4 đến 4,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8% đến 5,3%. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về bình ổn giá từ nay cho đến cuối năm và đặc biệt trong các dịp lễ Tết, khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, các doanh nghiệp phân phối đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung ổn định, không có sự gián đoạn trong cung cấp hàng hóa cũng như đột biến về giá cả cho người tiêu dùng. Tại các hệ thống siêu thị, nhiều chương trình khuyến mại diễn ra không chỉ trong tháng, mà thậm chí có những chương trình khuyến mại trong tuần và chương trình khuyến mại đặc biệt để giúp kích cầu nhiều hơn. Trong đó ưu tiên quảng bá hàng Việt Nam, Bộ Công Thương cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng quan trọng, trong đó đặc biệt quan tâm đến chương trình khuyến mại tập trung quốc gia và bình ổn thị trường. Trên lĩnh vực y tế giáo dục, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố và các đơn vị có liên quan đề nghị tổ chức truyền thông tuần lễ dinh dưỡng và phát triển từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 năm 2023 với chủ đề sử dụng và bảo vệ nước sạch đúng cách để cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan trong việc giáo dục, tuyên truyền, vận động trẻ em, học sinh, gia đình, cộng đồng và xã hội, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của nước, thực phẩm là nền tảng cho sự sống, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, góp phần phòng chống dịch bệnh, thực hiện dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hoạt động thể lực để phòng chống thừa cân béo phì và các bệnh không lây nhiễm. Đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung thông điệp của tuần lễ dinh dưỡng và phát triển bằng các hình thức phong phú phù hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ có thai, bà mẹ đang nuôi con dưới 2 tuổi, các hộ gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng hay xảy ra thiên tai, bão lũ. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, tức kỳ thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa đưa ra lấy ý kiến 3 phương án thi, trong đó mỗi phương án đều có môn bắt buộc và môn tự chọn. Theo ghi nhận cho thấy, dù chọn phương án nào, giáo viên, học sinh và phụ huynh đều mong muốn sẽ có một kỳ thi giảm áp lực cho thí sinh. Theo quy định, những em học sinh hiện đang học lớp 11 này sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Trước thông tin, Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra 3 phương án thi. Cụ thể, phương án 4 cộng 2 gồm 4 môn bắt buộc ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và 2 môn tự chọn. Phương án 3 cộng 2 gồm 3 môn bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ và 2 môn tự chọn. Phương án 2 cộng 2 gồm 2 môn bắt buộc văn, toán và 2 môn tự chọn. Trong đó, phương án 3 tức phương án thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Tuy được Bộ Giáo dục Đào tạo bổ sung sau, song đã nhận được nhiều sự đồng tình của những người trong cuộc là các em học sinh. Nếu mà em được lựa chọn thì em sẽ lựa chọn phương án đó chính là thi 2 môn bắt buộc và cộng với đó là 2 môn mình tự chọn. Thì 2 môn bắt buộc của em sẽ lựa chọn là môn toán và môn văn. Bởi vì thế mà nói về toán á, thì nó sẽ là thiên về cái khả năng mình vận dụng những cái kiến thức mình đã được học. Thì đó sẽ là một cái kỹ năng rất là cần thiết. Thứ hai là về môn văn thì tất nhiên là mình cũng sẽ coi như là nó sẽ thiên về đánh giá cái khả năng tư duy, trí tuệ về cái cảm xúc, về mặt cảm xúc của mình. Và em cảm thấy là đó là hai cái kỹ năng mà cần thiết nhất khi mà chúng ta sau này chúng ta ra đời, chúng ta kiếm việc làm và cũng như là chúng ta học đại học. Nếu mà được lựa chọn thì cá nhân em thấy khá là thiên về phương án chọn 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn.
Thì về hai môn tự chọn trước đi, thì em khá là thiên về hai môn là sử và sinh. Thì về sử thì bản thân em là khá là có sự quan tâm về đam mê với môn sử, thì hiện tại em đang trong đội tuyển sử của trường. Về môn sinh thì môn sinh là cái môn mà em đang hướng tới, tại vì nó sẽ về cái nghề tương lai của em là nghề bác sĩ. Đồng tình với các em học sinh, các bậc phụ huynh cho rằng dù chọn phương án nào cũng nên giảm bớt áp lực cho học sinh. Do đó, nếu phải thi 6 môn, gồm 4 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn như Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra trong phương án 1 là khá nặng đối với các thí sinh, nên chăng giảm bớt số môn thi để các em thuận lợi hơn trong việc xét tuyển đại học cũng như định hướng nghề nghiệp tương lai sau này? Có thể thay thế là mình thi 3 môn bắt buộc, thì có một tổ hợp môn 3 môn, thì giờ mình có thể là giảm tải một môn thì mình thi 2 môn thôi để cho các con nó đỡ cái giảm tải về áp lực học tập. Nghĩ là thi cái môn bắt buộc là 3 môn và môn tự chọn thì có thể là 2 môn, để mục đích là các cháu là có một cái kiến thức khi bước vào xét tuyển đại học. Về thứ hai nữa thì nói chung là nếu mà 3 môn thì hơi nhiều so với các cháu, còn một môn thì ít quá. Nên là theo bản thân tôi thì tôi chọn 2 môn để cho các cháu học tập và có cái kiến thức xét tuyển đại học nó tốt hơn. Về 3 môn tự chọn thì em nghĩ là mình sẽ có thể dành 2 môn trong đó để mà gọi là mình thực sự mình nhắm tới cái phương án thi vào đại học của mình, cái khối ngành mình thi vào đại học, cũng như là một cái môn gì đó mà mình cảm thấy nó thực sự cần thiết trong cuộc sống sau này của mình. Ví dụ như bản thân em thì em sẽ chọn đó là ngoại ngữ và tin. Tại vì là ngoại ngữ thì cá nhân em sẽ chọn tiếng Anh. Sẽ chọn tiếng Anh bởi vì là em mai mốt có gọi là cái dự định là theo Anh. Còn tin học thì gọi là với cái xu hướng hiện tại thì thực sự là bất kỳ một ngành nào nó cũng phải cần có một cái gọi là kỹ năng tin học nhất định, kể cả là viết lách hay là kể cả là mấy cái liên quan tới phần mềm. Còn một môn cuối cùng còn lại thì nó có thể là chọn lựa theo đam mê. Năm học 2023-2024 là năm học thứ hai triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp trung học phổ thông. Theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ được công bố trong quý tư năm 2023. Các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh mong muốn phương án thi chính thức sớm được công bố để có thể chủ động trong dạy và học, chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này một cách tốt nhất. Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác tại Đồng Nai. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Long Khánh vừa tổ chức giải marathon đồng hành cùng tuần lễ chuyển đổi số thành phố Long Khánh năm 2023 với sự tham gia của gần 400 vận động viên của thành phố Long Khánh và các huyện lân cận Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Nhân Trạch. Tham gia giải, các vận động viên cả nam và nữ cùng chạy chặng đường 10 km xuất phát từ sân vận động thành phố Long Khánh qua các tuyến đường chính nội ô. Hoạt động đã thu hút được sự quan tâm chú ý của người dân với nhiều sự cổ vũ và tiếp nước dọc đường chạy. Sau hơn 30 phút xuất phát, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất nam và nữ cùng các giải nhì, ba, khuyến khích và giải đồng đội cho các cá nhân tập thể. Hội Chữ thập đỏ huyện Trảng Bom vừa phối hợp với Hội Đông y đã tổ chức thăm khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Theo đó, đoàn khám bệnh từ thiện đã thăm khám bệnh và cấp thuốc cho trên 200 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có kinh tế khó khăn, người già neo đơn. Các bệnh thường gặp chủ yếu là về tim mạch, cao huyết áp, suy nhược cơ thể. Đặc biệt là bệnh về đau xương khớp đã được đoàn xoa bóp, bấm huyệt trực tiếp và hướng dẫn các bài tập vận động phù hợp để bệnh nhân có thể về tập luyện tại nhà một cách dễ dàng. Người dân nghèo đến khám bệnh được chẩn đoán bệnh một cách tổng quát và được phát thuốc miễn phí, tặng quà. Tổng kinh phí chi cho hoạt động nhân đạo lần này dự kiến khoảng 60 triệu đồng. Toàn bộ do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động từ các mạnh thường quân tài trợ quà và đoàn khám bệnh hỗ trợ thuốc. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Định Quán đã tổ chức chương trình kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tuyên dương thủ lĩnh thanh niên, cán bộ hội xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực và tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023. Trải qua 67 năm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã ngày càng trưởng thành, bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho đảng và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2019-2024, với phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, Ủy ban hội từ huyện đến cơ sở đã có nhiều hoạt động sôi nổi, nhiều công trình phần việc thanh niên tiêu biểu, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi cán bộ, hội viên thanh niên. Tại chương trình, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Định Quán đã công bố quyết định thành lập Ủy ban Hội Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện,
và quyết định kết nạp 465 hội viên mới, đồng thời tuyên dương 2 tập thể và 24 cá nhân là thủ lĩnh thanh niên, cán bộ hội xuất sắc tiêu biểu trong công tác tình nguyện, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023. Thưa quý vị khán giả, tăng cường tinh thần đoàn kết, trau dồi kỹ năng mềm, trong đó có kỹ năng làm việc nhóm và tính kỷ luật cho đoàn viên học sinh là một trong những tiêu chí mà tổ chức đoàn hội luôn hướng đến để thanh niên phát triển toàn diện. Theo đó, nhiều hoạt động đã được tổ chức, trong đó có cuộc thi Đồng Nai Power Day. Đây là sân chơi mới nhưng vô cùng thú vị và thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Đồng Nai Power Day năm nay khởi động từ ngày 12 tháng 10 với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Sau đó các đội thi sẽ tiếp tục hành trình chinh phục các trạm thử thách với các hoạt động được ban tổ chức đề ra như thử thách lộ trình, thử thách vượt rào, nhảy cóc và thử thách lựa chọn kép. Mặc dù kéo dài cả ngày nhưng điều đó không làm cho không khí cuộc thi bớt sôi động bởi sự năng lượng và nhiệt huyết chơi hết mình của các bạn trẻ. Năm nay năm thứ 2 em tham gia rồi mà đợt này quay lại tham gia á, chương trình đầu tư hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em thấy là tinh thần đồng đội em lên rất là nhiều, mà tham gia này xong là mọi người sẽ chơi đồng đội với nhau rất là tốt luôn, mà đặc biệt là rất là vui. Như mọi người thấy là em tham gia trò chơi hao hai như là tam sao thất bản vậy đó, là không hề biết một cái trò chơi trước là điều gì cả. Là mọi người đến là mọi người nhận nhiệm vụ là mọi người sẽ chơi với nhau luôn, là mọi người mới biết là cái nhiệm vụ mọi người chơi là cái gì, và đó là mọi người sẽ cùng teamwork với nhau để làm việc với nhau để chơi nhiều hơn. Em cảm thấy là mỗi trạm nó có cái khó riêng của nó, nhưng mà nó sẽ có một trò vui riêng để cho các bạn tham gia không có bị nhàm chán. Với lại em thấy nếu mà xong thì mình có những cái hoạt động giao lưu rất là ý nghĩa với nhau. Năm nay nhiều trò chơi nó thú vị hơn. Năm 2023 là năm thứ hai mà Đồng Nai Power Day được tổ chức, thu hút gần 1.000 đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh tại các cơ sở đoàn và các trường học trên địa bàn tỉnh với 50 đội thi tham gia. So với năm 2022, số lượng đội thi đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia tăng rất nhiều. Công tác tổ chức cuộc thi năm nay cũng được đầu tư nhiều hơn, chỉnh chu và đa dạng các hoạt động hơn. Ngoài ra, đến với Đồng Nai Power Day, năm nay các bạn trẻ còn có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ, ca sĩ, rapper nổi tiếng. Đây cũng là một yếu tố lôi cuốn đoàn viên thanh niên đến với cuộc thi. Đồng Nai Power Day đang dần dần được các bạn đoàn viên, hội viên, sinh viên tham gia rất là tích cực và tạo được cái một cái tiếng vang cũng như là cái sự quan tâm của giới trẻ, nêu cao được cái việc mà đoàn kết tập hợp thanh niên, đặc biệt là vận động đoàn viên thanh niên, hội viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham gia vào các cái hoạt động nhằm phát huy được cái vai trò của tổ chức đoàn cũng như là tổ chức hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đồng Nai Power Day cũng là dịp để tổ chức đoàn hội lồng ghép thêm các hoạt động tuyên truyền, định hướng cho tuổi trẻ về vai trò, trách nhiệm của mình là nơi giao lưu kết nối của bạn trẻ trên địa bàn tỉnh. Trên lĩnh vực an ninh trật tự, thưa quý vị, bên cạnh thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì mua hàng thông qua hình thức mua sắm trực tuyến, thì gần đây cũng thông qua hình thức mua bán online, nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là nhân viên giao hàng. Lợi dụng sự mất cảnh giác của shipper trong quá trình giao nhận hàng, đối tượng đánh tráo hàng giả lấy hàng thật. Phần lớn tài sản bị đánh tráo có giá trị cao nên thiệt hại của các nạn nhân là khá lớn. Mới đây, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Tạo, 30 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 29 tháng 9, Tạo vào trang mạng xã hội đặt mua một đồng hồ với giá hơn 10 triệu đồng, chuyển tiền đặt cọc 500.000 đồng và lấy địa chỉ nhận hàng ở xã An Phước, huyện Long Thành. Chiều ngày 5 tháng 10, khi đang thực hiện hành vi tráo hàng giả lấy hàng thật, Tạo đã bị Công an huyện Long Thành bắt quả tang. Với thủ đoạn, khi nhận hàng, lợi dụng lúc shipper không để ý, Tạo lấy một đồng hồ giả có tính năng, đặc điểm tương tự đã chuẩn bị sẵn trước để trong túi quần và tráo đổi lấy đồng hồ. Trước khi bị bắt, Tạo đã thực hiện thành công được 6 vụ tại nhiều tỉnh thành phía Nam với số tiền hơn 50 triệu đồng. Hàng tới xong rồi mình sẽ coi kiểm tra hàng. Ví dụ như thời gian mà đó mình bỏ một cái đồng hồ đó trong túi nè. Thì xong rồi khách rồi shipper đưa mình coi hàng này kia, lúc thời gian đó shipper không có để ý á. Thì em bảo là xin đi vô cho ông thử sạc pin để kiểm tra nguồn này kia. Thì nếu như shipper đồng ý cho thì mang vô trong rồi xong em đổi. Qua tin báo tố giác của quần chúng nhân dân thì chúng tôi nghe là tiếp nhận được, nghe là cái đối tượng này là chuyên mua hàng, đặt hàng Apple Watch
ở các cái shop ở tận Hà Nội vào trong miền Nam này. Thì sau khi mà cái cửa hàng Apple Watch này á, giao hàng chuyển cho cửa giao hàng tiết kiệm để giao hàng cho đến cái đối tượng này, thì bằng cái phương thức thì cái đối tượng này sẽ tráo cái hàng này và lấy lý do này kia là hàng bị lỗi để trả lại, thì sau đó là cái đối tượng này là lừa đảo chiếm đoạt. Thực tế xảy ra rất nhiều vụ việc nhân viên giao hàng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cả nước. Lợi dụng hình thức mua sắm trực tuyến, người mua và nhân viên giao hàng không có quan hệ quen biết, chỉ muốn giao dịch nhanh gọn, đối tượng dễ dàng thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Tiếp tục cái điều tra mở rộng thì cũng đã có thông báo đến các địa phương này về cái phương thức thủ đoạn và cũng tuyên truyền cho người dân ở các cái doanh nghiệp làm cái công tác giao hàng để có cái biện pháp phòng ngừa đối với cái loại tội phạm này. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017, hành vi đánh tráo hàng giả lấy hàng thật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tránh bị đối tượng đánh tráo hàng hóa, nhân viên giao hàng cần có sự đề phòng, cảnh giác trong quá trình giao dịch. Thưa quý vị khán giả, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường tỉnh DT763 được chính thức khởi công vào tháng 9 năm 2020. Theo phân kỳ đầu tư, phân đoạn 1 và phân đoạn 2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Riêng phân đoạn từ km 8+300 đến km 15 và km 24 đến km 29+500 đang đẩy nhanh thi công trên thực địa. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng chưa được khơi thông, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công trình và công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Đồng Đăng Ngày Mới. Tỉnh lộ 763 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối quốc lộ 1A đoạn qua huyện Xuân Lộc và quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán. Theo phân kỳ đầu tư, đoạn từ km 8+300 đến km 15 và km 24 đến km 29+500 có chiều dài tuyến hơn 12 km với tổng vốn đầu tư hơn 239 tỷ đồng. Gói thầu số 36 do công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Hùng thi công được chính thức khởi công cuối tháng 12 năm 2022. Hiện đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc thi công nhiều hạng mục đảm bảo chất lượng thiết kế của dự án, như thi công hệ thống thoát nước, mở rộng cầu trên tuyến, làm nền móng và thảm nhựa mặt đường. Sau hơn 10 tháng thi công, các hạng mục của gói thầu về cơ bản đang đảm bảo được tiến độ, riêng hệ thống thoát nước đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, đơn vị thi công cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường trong quá trình triển khai thi công để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Thì trong quá trình thi công thì nhà thầu luôn túc trực đội ngũ đảm bảo an toàn giao thông để kịp thời điều tiết giao thông cũng như là phân luồng, rào chắn an toàn cho bên thi công và bên người đi lại. Về buổi tối thì thường cắt 3 đến 4 người là thường xuyên đi kiểm tra lại các cái đèn cảnh báo, dây an toàn, những cái rào chắn. Hiện tại thì đơn vị thi công đã thi công được khoảng 60% giá trị hợp đồng. Hiện tại thì nhựa thảm được khoảng 60%. Phần thoát nước mưa thì được 65%. Hiện tại đơn vị thi công thì đang tăng cường nhân công để mà thi công phần thoát nước. Phần thoát nước thi công chậm tiến độ so với cái trong cái hợp đồng vì cũng một số nguyên nhân khách quan như là cái đường trụ điện chiếu sáng rồi trụ điện thì mới được di dời trong tháng 7 năm 2023. Rồi một phần nữa là do cái trong quá trình thi công á, mình cái địa phương bàn giao mặt bằng chậm, đơn vị thi công phải vừa làm vừa vận động người dân, thành ra là chậm trong cái việc thi công hệ thống thoát nước. Về công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua huyện Xuân Lộc từ km 8+300 đến km 15, hiện địa phương đang thực hiện công tác kiểm đếm tài sản vật kiến trúc trên đất bị thu hồi, xác nhận nguồn gốc đất để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, công tác này đang gặp phải khó khăn vướng mắc vì thời gian hoàn thành thủ tục hồ sơ kéo dài, các hộ dân chưa nhận được tiền bồi thường nên không thỏa thuận bàn giao mặt bằng. Một số đoạn chỉnh tuyến vào phần lớn diện tích nhà người dân cũng đang chờ nhận tiền bồi thường và tái định cư mới bàn giao mặt bằng để thi công. Đây là một trong các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai nhanh trên địa bàn tỉnh. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống hạ tầng trên tuyến cần được triển khai nhanh, kịp thời để đảm bảo tiến độ của công trình trong thời gian tới.
Cũng qua đây thì cũng mong là ban quản lý dự án với lại là địa phương hỗ trợ về cái bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thi công triển khai hoàn thành trong năm 2023 này. Trong 9 tháng năm 2023, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công tỉnh Đồng Nai chỉ đạt hơn 27%, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Nguyên nhân chính là chậm bàn giao mặt bằng. Do đó, trong những tháng cuối năm 2023, cần nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch để đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, góp phần đạt mục tiêu giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong năm nay.